Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng là đến toàn thể anh em chơi Audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng của sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube đang phát triển. Hôm nay là ngày 25 tháng 7, mà xin hân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Toa. Với model của nó là CD30. Thì Toa nó cũng là một hãng của hãng Tech, hãng nhỏ của Tech. Đấy là hãng đời mới. Nên là toàn bộ cái linh kiện cũng như là cái là của Tech. Đấy. Thì chiếc đầu này nó sở hữu cái xoay ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó 30 cm. Nó nặng là 4,5 kg. Đấy. Cái dòng đời mới là người ta thiết kế cái cửa đĩa ở giữa cũng như đồng hồ quát ở giữa. Đấy. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony 213, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Giá sau này thay mắt thì hết 250.000 thôi ạ. Đấy. Và ngoài các chức năng cơ bản ra thì chiếc đầu này có chức năng chỉnh chỉnh nhạc. Đấy. Nhanh chậm được. Đấy. Bác nhấn nút on này bật lên và chỉnh. Đấy. Rất là tiện lợi. Và trong phân khúc ít tiền thì chắc là cũng không có cái đầu nào mà có cái chức năng này. Đấy. Bởi vì cái hãng này là hãng Toa cho nên là rất là mới, có nhiều bác biết, có nhiều bác không. Đấy. Đây là cái giá thành của nó rất là hợp lý để cho anh em chơi. Đấy. Về phần ngoại hình thì chiếc này không sử dụng các phím bấm chọn bài nữa mà dùng cái nút chuyển bài đây, rất là nhanh và tiện lợi. Đấy. Và đây là cái phần ngoại hình thì em quay chi tiết cho bác xem. Cái phần mặt tiền của chiếc đồ này thì cũng rất là mới ạ. Đấy. Mới đẹp. Đấy. Không có vết chảy xước gì cả. Rất là đẹp đấy ạ. Vuông vắn đấy. Bác nào có những âm ly nó vuông vắn đặt nền rất là đẹp, nắp lưng của nó rất là đẹp nhé. Đây có vết xước nhỏ phía sau đây đấy. Nắp lưng khá đẹp đấy. Bên này cũng vậy đây ạ. Model của nó là CD30 điện 100V, công suất có là 12W. Series máy của nó là 01H39000016. Chiếc này được sản xuất tại Đài Loan, Made in Taiwan đấy ạ. Thì chiếc này cứ một đường analog ra thôi. Đấy, một đường analog ra. Ở đây là em mở phần nội thất bên trong ra để các bác được xem. Và phía sau của chiếc đầu này thì nó có những cái vết đây, vai sơn đây. Đấy, bên sơn. Đấy. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đồ này. Nội thất bên trong của chiếc đồ này thì cũng rất là mới. Sử dụng tụ cao cấp của Jubecom nhé. Jubecom tụ này cũng rất ít đầu CD sử dụng. Đấy, toàn của Jubecom thôi. Đấy. Và mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony 213 đây. Đấy. Máy móc riêng nguyên bản và mắt đọc cũng đi theo máy luôn, dễ thay thế thôi. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc này để cho bác được thưởng thức. Đầu đọc tốt đĩa lòng xanh, là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Hôm nay thì em cũng xin test một cái đĩa CD lòng xanh với sao chép để các bác được thưởng thức. Đây ạ. Và chất âm của chiếc đồng này tiếng rất là tươi sáng đấy ạ. Chi tiết. Rồi, đã nhận bài. Các bác hãy đeo tai phone vào để cùng em thưởng thức ạ. Và em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ạ. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong phân khúc từ 800.000 đồng cho đến vài triệu đồng. Hoặc là mà có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em ạ. Và em cũng xin báo giá vào chiếc đầu này luôn. Thì chiếc đầu này em bán với giá là 1,2 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển được tiền cho em.
Bên em thì không bán hàng ship COD, mong bác thông cảm. Bác nào là cọc 500 nghìn thì không được bao ship ạ. Mà nhận đĩa rồi chuyển bài rất là nhanh các bạn ạ. Đọc cực tốt luôn. Tình đầu hay tình vui khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau khi cơn đau không biết đến bao. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn yêu. Biết thức trắng, biết trống vắng và biết nếm trái đắng. Mà đời thì như chim bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên đôi khi trái tim như nhỏ màu.
đầu tình nào đoán đến phút vui bé bài rồi lòng chất ngất hết núi thì tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em xin phép được dừng viết test ở đây. Thì chiếc đồ này mắt đọc rất là tốt, chất âm rất hay ạ. Đấy. Giá thì em bán là 1,2 triệu đồng, em bao ship toàn quốc, cho bác nào chuyển đủ tiền cho em. Bác nào mà là cọc 500.000 thì không được bao ship. Và bên em thì không bán hàng ship COD, mong bác thông cảm. Số điện thoại bác là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.